chán chít, không biết nói gì bây giờ. Tại ngày mai là ngày cuối cùng của cái tìm cách. And does anyone have any things they'd like to bring up? Anything that they'd like to talk about? Có ai muốn có cái chuyện muốn bàn tới hay là muốn có cái chuyện muốn đề cập tới nào? Có câu hỏi gì không? 所以我们还剩下最后一天，明天最后一天禅习，有没有人想要提出什么问题来？ Yes. No. Okay. No questions. Yeah. 等一下，没有了。没有了。 Question is, what time do we end tomorrow? We end around 9 p.m. Ngày mai khoảng 9 giờ tối sẽ kết thúc. Và 9 giờ tối là mình bắt đầu. We begin at 9 o'clock, so we should end by 9 o'clock. So tomorrow we do the transfer or lưỡng công đức của mấy long đồng của Pháp. And then if we have time, we can do the rebirth and the medicine master help. Mất thì giờ mình có thể làm cái diêm thọ hoặc là cái bản sanh sẽ như còn bây giờ anh có biết định làm đó, tại vì mình tu mấy cái gì tu mà tu đắc lực như vậy thì nên giúp cho người ta một tí. So tomorrow we do the transfers for the Dharma protectors, and then if we have time we can do the rebirth and length of life. That's right, sisters. It is very good that we have this chance here to practice to conclude the year end practice. Cơ hội mà tôi được như vậy rất là tốt. So that we can cap all our efforts to kết thúc cái năm tu hành này. And I hope that the more you cultivate, the more you you begin to understand about emptiness. Càng ngày tôi hy vọng càng quý vị càng ngày càng hiểu thêm về cái không. 所以说，我们有这个机会来。 结束，我们利用这机会来结束我们这一年的修行是非常好的。那希望你们修的越多，越能够了解这个空的意思。 Your samadhi level is corresponds to the degree of your understanding of the concept of emptiness. 那 liên quan tới cái trình độ, nó liên quan tới cái trình độ của cái sự thể hội của cái không. 所以你的定力呢，是程度是跟你这个对空的了解的程度是相当的。 The cause, the direction of the chan practice, cái câu mà nó tóm lại cái đường hướng của cái saying that summarizes the direction of the chan practice. It says 万法皆空, ru xing ai. Chinese goes the 10,000 dharmas are empty. And you enter the nature seat. So câu tiếng Hoa có nghĩa là vạn pháp dài không mà nhập tính hải. And the next phrase in the couplet. Then cái câu đối. This is a couplet. Therefore, there's another phrase. It says. 一尘不染, it's not a single, not defiled by a single dust. 真禅心, you certify to the mind of Chan.
chứng thiền tâm. So it's a very beautiful, beautiful couplet. Cái câu đối rất rất là hay. Only in Chinese, some way of describing things in a way so poetic and yet so meaningful. Người Hoa sẽ có cách để ta dùng cái câu đối để ta mô tả những cái sự kiện rất là khéo léo, rất là sâu xa, rất có ý nghĩa, rất là sâu xa. You got that? The Chinese? Is my Chinese okay? Huh? The couplet. You got the couplet? 对应。万就是它是一个对应，它是万法皆空，入星海。对，星海。然后下边是那个一尘不染。一尘不染，真禅心。就是在解释这个禅修的境界。万法皆空。入星海。啊，就星海。入星海。心福性的心，心好心好。啊，你听到没有？就这个念动词啊，是万法皆空，nhập tính hải。The ten táo là một tất cả và cũng kiểu gì là tất cả những cái pháp giai không đều là không hết. Thì như vậy cái gì nhập được cái tính hải là nhập được vào cái phật tính. So he says that if all the $10,000, everything, $10,000 means everything, are empty, then you enter the nature of the sea. What is a dharma? Pháp là cái gì? A dharma is the thing that is perceived by the mind. Cái pháp là tất cả những cái gì, những cái sự kiện, những cái vật. Và cái tâm mình có thể nghĩ ra được. Vì vậy, pháp sư nói pháp là gì? Cái pháp là cái tâm có thể nhận được. So what it means? It really means a dharma. It really means anything because that's how we conceive of the world. Cái pháp là cái chữ nó chỉ hết tất cả mọi vàng, mọi vàng trong cái thế gian này. Tại vì cái pháp là những cái gì cái tâm chúng ta có thể nghĩ đến, có thể tưởng tượng ra được, là đều gọi là cái pháp. Là cái tâm chúng ta nó tạo ra, nó tưởng tượng ra tất cả thế giới này. So in other words, your mind conceives of all of this world, of this universe. Tâm tạo ra cái vũ trụ này, thành đứa gọi là cái vạn pháp, như vậy. That's why it's called the $10,000, meaning that it is created by the mind. Tất cả cái pháp đều do tâm tạo. 所以说，我们的心呢，就是可以意识到这整个世界，就是知道这个世界。所以所谓我说为什么万法呢？基本上就是所有，就是等于是所有的东西，所有我们的心可以察觉及意识到的东西。Okay, any questions about that? So, yes. Yeah. Thầy nói vậy, ngoài đó, do con tạo thì mình tạo được, thì mình cũng phải được. Tạo được thì mình diệt được, đúng rồi. Đúng rồi. Có sanh thì diệt. Cái tâm mình tạo ra. Thì cái tâm cũng là cũng diệt luôn. Đúng rồi. Okay. So the question she says that if everything is created from the mind alone, then the mind alone can also destroy everything. I said that's correct. 所以他的问题是说，如果所有的东西都是从由心而造的话，那我们的心也可以毁灭所有的东西。And that is why Buddhism is the religion of the mind. We try to understand the mind because in understanding the mind, we understand the whole universe. Bởi vậy, cái Phật giáo là một cái tôn giáo mà chủ trương chúng ta phải nên hiểu cái tâm. Cái tâm để hiểu được cái tâm để hiểu tất cả vũ trụ này. You do not have to go outside the mind to understand the universe. Quý vị không cần ra khỏi ngoài cái tâm để mà hiểu hết tất cả cái vũ trụ này. That is the Buddhist tenet. Đây là cái chủ trương của Phật giáo.
có Phật giáo mới có, Đức Phật mới thấy được như vậy thôi. Only the Buddha can see this. Bởi vậy những tất cả những pháp môn bên Phật giáo mà nó đều chỉ về cái tâm mình, trở về cái tâm mình, đem cho trở về cái tâm mình để thấy được cái tâm mình. So that's why all the Buddhist practices eventually return back to the same thing, the mind. Return back to the one thing, the mind. 所以说，法师说的对，所以说这就是为什么，修行佛法呢，就是在修，就是在了解你的心理。那，你了解你自己的心呢，你就可以了解这个宇宙，这个世界。那，就是为什么，所以，学习佛法到最后就是要往内看，要回光返照。All the Dharma doors, tất cả những pháp môn, all the practices, tất cả những cái phương pháp tu hành, nó đều trở lại một, they all return to one. They quy tụ lại một cái, là they all return to investigating the workings of the mind. Tất cả những pháp môn, nó trở quy tụ về là nó làm một việc thôi, là để hiểu được cái những cái hoạt động. 所以所有的法门，所有的修行呢，最后呢，都会归于最后一点，就是要回去看到你自己的心是怎么样在运作的。And that is why, also the premise of the practice, Buddhist practice, is to return the light within. 所以，主张của những pháp môn Phật giáo là hồi quang phản chiếu。Mình nhìn vào trong đó, mình nhìn ra ngoài. Look inside, do not look outside. Do not criticize others. Đừng có chỉ trích người khác. Do not blame others. Đừng có trách người khác. Okay? Look at yourself. Nhìn tới mình thôi. 所以这就是为什么佛法修行佛法的前提呢是回光返照。你不要去批评或是责怪别人。Okay, the people who criticize others, who blame others, are confused people. Những cái người mà trách người khác, chỉ trích người khác là cái người đang bị mê muội. 批评责怪别人的人呢是是迷惑的。Okay. So, any questions or comments? I call you King Tang Wan Yi Kao.Okay, so he says, well, the 1,000, 10,000 dharmas are all empty. Then nó bị câu đối, nên mình sẽ nói giảm đi một tí nữa. Sau này, vạn pháp dài không, tất cả những cái pháp trong thế gian đều là không. If you're able to see that all dharmas are empty, nếu quý vị thấy thì rằng được có thể thấy được tất cả những cái pháp đều là không. So.所谓的万法皆空，就是说，如果你能够看到所有的法门都是空的话，thấy cái pháp không nghĩa là sao? What does it mean to be able to see that all dharmas are empty? What does it mean? 那是什么意思呢？thấy không nghĩa là sao? Không mà có. thấy không mà có. thấy có hay không? She says, seeing an empty meaning they exist. Agree? Disagree? Đồng ý hay không đồng ý?他说代表是有的，代表他们是有的，所以你才看到他们是空的。That's what she says. Agree, disagree, 同意了，同不同意？所以同不同意 ？I have a brave soul who dares contradict emptiness as existence. 那么người rất là can đảm, dám nói không là hữu. Không là có.Không là có. She says emptiness is existence. And all the men are like, oh my god, how could she? Nhưng người đó ông nhìn ru cầm cầm, sợ, tại sao người nào có thể gan như vậy được? Tại vì mình là tịnh tâm, mình có tịnh thì mình có định thì mới có quệ, sanh ra những trí của đại nó mới hiểu được. Cái không phải là khó.
somewhere dropped, and you have true wisdom before you understand that emptiness is actually existence. You have to work through that. Yes? Anyone? What does it mean, all dharmas are empty? If I can tell you this, does it mean that they don't exist? 空中也能很高啊。表示他们不存在吗 ？That's agreeing something. The way we get your idea, 空空中也能高啊，那空。When it says it's empty, does it mean they exist or they don't exist? They're there or aren't they there? Huh? 但cái phật pháp này cái quan điểm công rất quan trọng. The concept of emptiness is very important in Buddhism. One of the most important concepts of Buddhism is emptiness. My question to you is.When it says something is empty, does it exist or doesn't it exist? Quan niệm rất quan trọng là tôi hỏi quý vị. Quan niệm không trong Phật giáo khi mà nói về một cái gì nó không có nghĩa là sao? Nó có là không có. 所以法师说这个空的观念是非常重要的。所以当我们说空的意思是代表它是存在还是不存在？嗯 ，Yes. 你你讲的这个空，讲的空。Sanh ra giảng pháp nhưng mà mình thấy nó được thì là không được không phải nhưng mà tự cái tâm của mình sanh ra giảng pháp nó là tâm không mà là có còn mình thấy ở ngoài nó có mình thấy cái nó ở ngoài là ngoài khác còn chỉ cái tâm á cái tâm không cái sanh giảng pháp giảng pháp thì do sanh tâm tạo tâm tạo thì mình sanh ra những cái phiền não thì mình phải diệt nó hết phiền não thì nó mới sanh ra giảng pháp mà pháp She understands, but she doesn't quite how to explain it in the logical way. Khi hiểu cái đó hiểu rồi, bác hiểu rồi nhưng cái các bác chẳng hiểu nó hơi mơ hồ đi. Để tôi giải nghĩa lại cho. Let me rephrase it for her. Of course, when you see something, a dharma is real. Khi mình thấy cái pháp, đương nhiên nó có, mình mới thấy được chứ. It has to be real before you can perceive it.Nó có mình mới thấy được, không có sao mình thấy được. Đúng không? Agree on that. Nó phải có. Mình mới thấy được. Nhưng mà tại sao Đức Phật nói cái có đó nó là không? So when and then the Buddha turned around and said, but that dharma is empty, you know? Đức Phật nói là, cái gì cũng biết không? Cái pháp đó đó. Cái đèn này là nó không. Quý vị thấy nó thì ra nó là không. Buddha says, it's there. Yes, you can perceive it. It's the lamp.You can perceive, but actually its nature is empty. Phật nói là cái tính của nó, cái bản tính của nó là không. Chứ phải là nó không có. This concept is very important in Buddhism. Emptiness says that it does not refute the existence of things. It only says that these things, the fundamental nature, the fundamental substance is empty.Đức Phật mới nói cái quan niệm không rất quan trọng với Phật giáo. Tại Đức Phật nói đó, cái pháp là nó có nhưng là cái bản tính của nó là không. Vì vậy, Pháp Sư nói, khi bạn thấy cái đó, bạn đương nhiên phải trước khi thấy nó, cái pháp này là tồn tại, bạn mới biết có cái pháp này. Nhưng mà Phật nói, thực ra cái bạn thấy cái pháp này, cái pháp này性是其实是空的。Is it clear? 你能够明白吗？ It's a very important concept. In Buddhism, you should not be confused about. 这观点非常关键，非常非常非常要。Okay. 那这灯呢是空，因为这体质呢它有外，这个中呢这体灯它空，它真实是空。Keep on peeling it away, becomes empty. Nếu cái gì cứ bóc nó hoài như bóc lột bỏ cái onion, củ hành đó, bóc từ từ trong đó, lột cái chuối á, bóc cái vỏ chuối á, từ từ cuối cùng là trong nó hết, không còn nữa. Thì bản tính nó thiệt sự trong là không. Basically, Buddha says that it may be there for you physically.When you keep peeling away and looking at it deeper and deeper and deeper, you peel away its layers, you see that intrinsically, fundamentally,
It's nothing there. 所以我说，当你将它一层一层剥开的时候，到最后呢，它其实是没有东西在里面。Okay. Any questions about this? I talk with you next. Okay. So that's the concept of emptiness. That all keep on being go get the come get up down. Cookie. It's very important because the emptiness concept says that it is empty because basically it's only there temporarily. It's not going to be there forever.Với cái quan niệm nó rõ hơn một tí nữa, cái quan niệm của không bên Phật giáo mình á là nói rằng á là mặc dù nó có ở đó, như được bản tính nó là không thì là sao, nó chỉ tạm thời có ở đó thôi, rồi với thời gian nó sẽ biến mất, bởi vì vậy nó là không. In time will disappear, will be returned to emptiness, returned to dust. Therefore, it is fundamentally empty.所以意思就是说，它虽然现在是存在的，但是呢，等到这个时间到了呢，它就会回去空的状态。所以基本上它是空的，暂时，对，暂时的。Okay, only temporary. It's only there temporarily. You wait long enough, will disappear. 它只có mặt ở đó tạm thời trong một thời gian này thôi. Từ từ nó sẽ biến mất.Chẳng hạn như, for example, look at yourself, nhìn cái thân thể của người mình, nó có mặt ở đây tạm thời không? Ngồi trong 100 năm nó sẽ biến mất. Like the human body is only there for less than 100 years. Okay? Within 100 years, we'll disappear. We'll not be there forever. Therefore, the human body is empty. Bởi vậy, cái thân người cũng vậy, thân người mình nó chỉ tồn tại ngồi trong 100 năm thôi. Sau 100 năm đó,Nổ trong 100 năm, cái thân này nó sẽ biến mất, cái thân cát bụi. Với vậy, cái thân này thân không. 所以举例来说，像我们人类的身体呢，大概只有活少于100年，所以人的身体是事实上是空的。Okay, any questions about this? I don't mind making a cup. So now you know, I thought you all knew about emptiness. So you need to know that, you need to know that, you need to know that.It seems that few of you understand about the emptiness, huh? Okay, you say that the 10,000 things are empty, meaning that fundamentally the 10,000 things are only temporary or transient by nature. Nói vạn pháp, dài không? Vạn pháp, tất cả những cái pháp nó đều là không, có nghĩa là nó chỉ tạm thời có mặt ở đây không, rồi nó sẽ biến mất.所以当你说这个万法皆空的意思，就是说这些法在那边都只是暂时的。那你了啥？这分别不过这câu đối nó nói rằng là nhập tính hải. You enter the meaning of the phrase. You enter the nature sea, the sea of nature.Nhập tính hải. Ru sinh hải. That's the next part of the phrase. So what does it mean? 所以下入心海下面那一句是什么意思？ What does it mean to you? 因为那个câu đó nhập cái tính hải nghĩa là gì? What does it tell you?心海心体都是空的，所有的法属于这个心都是空的，最后都是空的，好像说那个相啊，我可以讲是啊，相啊，这些都是暂时的，变来变去的。
那么真的来讲，全部是空的。When you talk about seeing, it has a connotation of boundless, being boundless. Cái gì nó bàn về cái biển, cái hải ấy, thì nó có cái quan niệm khái niệm là nó vô tận. Okay. Cái tính hải nó vô tận. Okay. Meaning that the universe is endless. Là cái khác là cái vũ trụ này nó vô tận, cái vũ trụ nó tạo nó chứa đựng hết tất cả những cái bản vật đó, okay. Nó vô tận. It says that the universe that contains the nature scene contains all the 10,000 dharmas, okay, which are all empty. Actually, it's boundless. 所以说，啊。câu Phật nói một câu nhỏ nhỏ như vậy, nói một giảng nghĩa không đủ thì giờ nói luôn một câu nhỏ thôi, nó là nó vô tận. Khi vị tới giảng nghĩa tới cái tầng cái thời gian này, tại giảng nghĩa cũng không xong, tại nó vô tận. In other words, for a single sentence like that in a couplet, you can spend the rest of eternity explaining it because it's endless. 所以这个海的有这个无限大的意思。所以说，星海呢，就代表这个宇宙是无限的。那法师说，像这个对联呢，就是你可以就变成说，这个对联是代表是无限的，所以你是可以花永远的时间来解释这个对联的。所以是咱们够够够多的上那了，万本压一通入定海。So the first part of couplet says, "And thousand dollars is empty."And you enter the seat of nature, meaning that the emptiness is boundless. Nói cách khác, cái không mà Đức Phật đơn chỉ mô tả chúng ta nói cái không đó nó vô tận. It's not the same kind of emptiness as you mind when you're emptying your mind. Cái không này cái người hiểu như vậy, Phật giảng phần rất quan trọng. Phật giảng khi Phật bàn cái không này không phải cái không mà cái gì thấy trong cái tâm cái gì nó không nó trống đâu. It's not the same emptiness as you blanking your mind, or Ru Qing see a block of emptiness when she sits there and says, "So he says, '他的空呢是代表无限啊、无限无量，所以并不是说。'跟你们这个坐在那边看到的一个空是不一样的。他写的来了，然后把nhập thân là bạn nói ngày hôm qua bạn kể chuyện cho mình nghe, bạn nó ngồi các bạn cứ khổ sợ. She recounted how she didn't tell you the first part of the story, but she told me a few days before. She just said, I talked her in the hallway and during the 4G and asked how you doing. She says, oh, very bad. I can't make it.Không kể, không khi vì nghe cái chuyện mà không biết cái chuyện bà kể tôi đó là vài ngày trước khi mà trong Phật thất á, bà tôi gặp bà trong đường á, trong nhà bên ngoài cửa này, tôi hỏi bà là sao, tu hành là sao, bà nói là ôi trời khổ quá, ngồi không được nữa, ngồi mà không tới nửa tiếng mà tôi điên cái đầu luôn. I can't even sit for half an hour being the 4G. I can't take this anymore, khổ dễ sợ. Không biết tại sao lúc trước tôi ngồi một tiếng đồng hồ cách dễ dàng như sợ, nhưng ngồi cũng được. I used to be able to sit for an hour easily. I can't even sit for half an hour now. Trước ngồi đêm nhưng ngồi nửa tiếng cũng không nổi nữa. Tôi đang phục ngồi. She says, I'm regressing. Master, what to do? Làm sao bây giờ? Mà ngày sau cô Phật thất, and a few days later during the chán chỉ của cái thiền thất, mà nhập định là she enters the mind. And she saw.Ngồi đó mà thấy cái không, thấy nó trống. Thế thì Pháp Sư nói là cái, ta, tại Phật chi cái thời hậu nè, ta hay, là, gặp Pháp Sư, ta nói là không được, ta không có cách nào làm được nửa giờ, đều rất khó. Rồi nói là ta thụt bước rồi, phải làm sao? Kết quả là, vài ngày sau, trong thiền định, ta đã thấy, 就看到这个
所有的东西都是空的。那我接下来是刚带回来的，是说片。哦，片空，一片空，哦，一片空子。那我也不知道是什么问题，那我就拼命讲啊，眼睛整天讲讲，都没有东西，一直到现在都没有东西，讲不到。OK, bà nói là bà thấy thấy không cái bà giật mình mà nó bà lập rất bà mà trố mắt bà coi được biến cái kiểu gì có gì có không? Anh xin sợ nó phải không thấy được cái gì hết. Biết tại sao không? Mình sẽ lại cần ngồi. Tại sao không? Tại sao không? Biết tại sao không? Không biết biết là để thôi. Bà xin nói chuyện là nhau chỉ đau với sao mà? Không phải cho rõ ràng. Tại cái điều không muốn tôi nói. Tại bạn nhập được cái ngũ định. Cái ngũ định thấy không? Nghiêm sinh hỏi thầy. Thấy cái không? Bây giờ xin nghiêm sinh hỏi thầy, thầy chỉ dạy một mặt. Nói không phải đi vợ, nhưng mà nhưng không đi vợ cái đó không biết làm sao. Xưa nghe mọi chuyện á, mà không có ai để hỏi. Nhiều cái chuyện không thể nói được, nhưng mà có một cái câu chuyện này để nói cho thầy nghe này, thầy tới đó là sao? Rồi tới mà cái thân cũng không có, nhà cũng không có, chỗ ngồi cũng không có luôn. Là tất cả đều không hết, nhưng mà thấy vô tận luôn. Không thấy không trời luôn, mà không đất luôn, mà không nhà không cửa, mà cái thân cũng không có luôn. Cái đó là nhưng không biết là sao, không có ai giải đáp cho con. Điên mà. Không biết nữa. Nghĩa là làm sao mà không tỉnh? Nếu không đi là con không phải ngồi đây được. Sao mà thấy không vô lý mà còn... Sao mà thấy hình, thấy tượng, thấy nhà, thấy cửa, làm sao mà nó không được? Không phải đây. Thứ bảy, tưởng tượng không, vừa phải thôi chứ. Tôi nghe tôi cũng sợ chứ. Không có. Ai mà dám tin. Tự nhiên không có, chứ không có nhà, không cửa, mà không có đất mà cũng không có dắt, không có gì. Yeah, did she translate for you? Yeah. She says that, can I ask you a question? Yeah, you can try. She didn't know who to ask, but before she was cultivating, she sat there and she saw no body, no arm, no head, no nothing. She has no house, she has no sky, there's no thing to the right, nothing to the left. So what state is that? I said, you went crazy. And she says, if I were crazy, how could it come back and be normal again? I said, it's only temporary craziness. Not to be, huh? It's very common. So the answer, she enters samadhi and things disappear. She didn't see things anymore. Like normal. It's common, a common state. Don't be afraid. I used to be afraid that myself. Okay. 那老师，好像我们在看经书什么哈、啊？那么是要就是好像说决定一点的时候，我们就要出去做什么的时候，那么突然间忘记，一直到两点多都不知道。哈，等一下醒过来的时候，时间那么迟了嘛？对，这个也是注定了。对。Những người ở nhà làm việc ở nhà bỗng nhiên nhìn đồng hồ thấy hai giờ chiều rồi thì đi làm việc cái bỗng nhiên nhìn đồng hồ lại thấy bốn tiếng đồng hồ bốn giờ chiều không biết là hai giờ làm chuyện gì xảy ra hai giờ nó gì nó bị nhập định thôi gì đâu nhập định hai tiếng đồng hồ luôn và dễ sợ. She entered samadhi for 2 hours. I wish I could do that. I would have no pressure whatsoever. Tôi nhập định là hai tiếng chắc là tôi không có phiền não gì hết.
So a few days ago, she entered the fifth samadhi, and that's why she saw empty space. More hidden. Remember, I just told you, every samadhi level, okay, enables you to understand more about the emptiness. So when you reach the fifth samadhi, you usually see empty space. You experience empty space. It's nothing there. You can look all you want, you cannot see anything. Cái bà tu bà thì giỏi mà bà ngồi bà nhập định ngũ định thành là bà thấy được cái bà chứng kiến được bà thể hội được cái không của cái không gian thấy được cái không của không gian mà bà thấy được là không còn cái gì nữa. nhìn thì thấy cái đó nó khác cái trống cái kia là cái trống nó biến mất chứ không phải là không. Cái này bác nói đó là cái nó thành vô hình, nó biến mất, còn là cái không, cái này nó khác nhau. Because the difference is what she described as disappearing, seeing nothing, and versus what she described. What she described is state of empty space. What she described is state of things disappearing, becoming invisible. Can't see it. Cái mình không thấy, cái mình thấy cái không. She sees nothing, she sees things disappear, and she sees emptiness. It's two different things. Okay, hiểu rõ không? Nó khác biệt, nó có tí khác biệt ở đó. Okay, now, so, you have the 10,000 dharmas are empty, and you enter the sea of the nature. Thành quý vị trở về, quý vị thấy được vài vật đều không á, thì cái gì trở về lại cái phật tính của cái gì, phật tính hai cái gì. In other words, the more you cultivate, the more of these 10,000 dharmas you begin, you are able to see as empty. Càng ngày càng tu, càng ngày thấy càng nhiều cái sự vật, nó càng ngày nó thành không. Thì càng nhiều như vậy, càng ngày mình tới gần vào cái phật tính của mình. Okay. So you show. 万法皆空的意思就是说 你修行修的越多的话 你越会开始看到说这些法最后都是空的。 Okay, any questions about this? I come up with you and I help. Yes, Huang Yan. 对，因为把它看见了，看见了，就看不完，慢慢看完了，就讲明了，那那看不完了，对不对？ She says, if you see the emptiness, empty space more often, you have fewer afflictions. Đâu có thấy cái mặt ai mà dễ ghét đâu, mình còn phiền não được. You don't see anyone whose face is so repulsive that doesn't afflict you anymore. Clearly, you have fewer afflictions. And that's the advantage of entering samadhi. Cái lời mình đặt định ở chỗ đó, mình không thấy được cái phiền não, nó không thể nhảy vào đạo nữa. You afflictions cannot afflict you anymore. 所以这就是入定的一个好处，因为你的你就没有办法烦恼了。打扰了。对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 
phiền não đó, thay vì né nó, thích cái phiền não đó. So the question she has, so what if people who are very afflicted, are they, what about these people? And my answer is those people are not serious about cultivation, because when they are afflicted, they jump on their afflictions and they act upon their afflictions. So he tells us, they don't avoid afflictions, they seek afflictions. So he tells us, so level is pretty low. So he tells us, 那些有烦恼的人呢，
就是法师说这些人是因为他们没有想要修行，所以说他们只要有烦恼的时候，他们就会去追寻那个烦恼。cái người mà vô minh là cái người có cái hành động dựa trên cái phiền não của mình, the ignorant people or the people who base their actions on their afflictions. 所以说，cái người mà có trí huệ thấy phiền não một cái là chặt cái ngay lập tức chặt mà không chạy theo, mới gọi là có trí huệ. The people with wisdom are the one when they see the affliction, they stop and they don't follow the afflictions. They don't fuel the afflictions. 所以说，有智慧的人，他看到他们的烦恼的时候，他们就会停止，他不会再去加油。Okay. 追求他。Any questions about this? I have one question. Okay. So what does it mean that 10,000 dharmas are empty? Trở lại câu hỏi, cái vấn đề một bản pháp nó để không thì nó sao? The 10,000 dharmas are empty means that you are not afflicted by the 10,000 things. Nói cách khác, bản pháp dài không có nghĩa là tất cả các bản những cái vật bản vật bên ngoài đó, nó không làm chúng ta phiền não. Mới gọi là không. Okay. Cái không có nghĩa là nó không tạo phiền não cho chúng ta. They're empty because they no longer are able to create afflictions for us. They no longer are able to afflict us in whatsoever manner. 所以说万法皆空的意思就是说，你不会再被这些，不会再被他们打扰。Okay. Any question? And I'm at home. This is what cultivation is about. Tu hành chỉ chừng đó thôi à. Mình tu hành để mình nhận thức ra là khi nào mình bị cái ngoại vật nó làm mình phiền não, mình tìm cách mình chặt nó lại để mình chặt cái khổ của mình. So what cultivation is about is that you recognize when external things afflict you, and you stop the afflictions, and you stop the suffering right there. If you don't know how to stop the afflictions, you suffer, you're miserable. Quý vị thấy cái khổ, thấy cái phiền não mà không biết chặn nó, không biết mà nuôi dưỡng nó, thì quý vị đang chìm ngập trong cái khổ, trong cái biển khổ. Còn nếu quý vị mà thấy cái phiền não, cái không á, quý vị thấy cái vạn vật là không, quý vị được. So if you see the afflictions and you immerse in afflictions, then you suffer, you're miserable. Okay. And if you see afflictions, you see the 10,000 things, and you rise above them, then you're free from them. You're free from affliction. You're liberated. 所以说，如果你看到这个烦恼，然后你可以停止你就停止你的烦恼，停止受苦。那你就，and you see the difference here. Because we have two examples. 比如，这个，the person whose body disappears, 那么就是说，这个身体消失。The house disappears, and there's a case where there is a block of empty space. Còn trường hợp thứ nhì là có một cái khối không. 所以说，在这边看到两个不同的例子，一个是看到他的所有的东西都不见，身体啊、房子什么都不见了；另外一个是看到一片空不见。You see any advantage of that? 给你太过了，以后。嗯，没有看到这样有什么好处吗？She says yes. 我给你过来，来这边。không có cái chân thì mình phải sợ đau. If you don't have the legs anymore, there's no more leg pains. Agree? 他说 very practical, rất là thực tiễn.
cái chân mình nó biến mất á, không còn đau cái chân này, đúng không? If the legs disappear, it's no more leg pain. It's very very useful. 他说有，因为如果脚不见了，就没有脚就不痛了。Right? So there's clear advantages to these states. Có những cái lợi rất không phải là chuyện nhỏ. But are they free from affliction? Thì họ thoát thì nào chưa? 所以说是有好处，但是呢，他们还是他们会没有烦恼吗？还是有烦恼，或是还没有烦恼？还是有烦恼。还是有烦恼。那就好，họ có còn phiền não hay không? Thì cái người trong cuộc trả lời tôi vẫn còn phiền não như thường. Đi dỗ什么烦恼？那时候问那位，是问那位还是问我？我是问你。我哈，现在在庙里边一点烦恼都没有，不过回家以后还不知道。那时候你说烦恼，回家不干烦恼都来了。Horrible thing. Ở chùa thì sung sướng, sao về nhà nó điên cái đầu lên. So she says, it's fine at the temple, I have no affliction, and go home, I go crazy with afflictions. But at that point in time, even when you experience that emptiness space, will you afflict it? I want to ask these two people, when they have that state, were they free from affliction? Trong cái trạng thái đó, trong cái cảnh giới đó, có phiền não là không có phiền não. Do they have afflictions? Did they have afflictions somehow? I want to ask them. 所以问你们两位，就是当你们在一个境界的时候，两种不同境界的时候，有没有烦恼？có phiền não không có phiền não. She says no affliction. Okay. 你呢？我就是说在庙里边，什么烦恼就去了吧。那个境界不，没有烦恼，一点都没有。还有的呢，不听哪的，懵，更 low， 更 low， 等等等等，你在干？你来个懵子吧，还有两个懵子，They have afflictions.What do you think they have affliction? Are you kidding me? Có gì tưởng tượng không á? Mới tu tiên mà tưởng mình thoát phiền não này. Nghèo mà tham. I cannot believe these people. They practice a little bit and they say I'm free from afflictions. Please, give me a break. It's not that easy. Nó có dễ dàng như vậy. Nghèo mà tham như vậy. Mới tu một tí mà đã hết phiền não lên tức. They just got a limited samadhi power, they're free from afflictions. Oof, please. Tưởng tượng không? Tôi thấy chỉ hết phiền não tới từ lúc mà thôi thế này. Lúc đó có phiền não. Đang có phiền não. I'm saying they were afflicted back then. Then at the moment. What is the nature of the affliction? Nó phiền não như vậy. Nói đi nha. It's so clear. Rõ ràng á. Hả? Phiền não, họ đang phiền não chuyện gì? Trong cảnh giới hai người đó, họ đang phiền não chuyện gì? Come on! Yes! Is there an attachment to that state? Chụp vào cái cảnh giới đó. Yes? Anyone else? Thì có nghĩa họ mất, họ cảm thấy mất hết tất cả. He said they lost everything. Yeah, sort of affliction. Đúng rồi. Đúng rồi. Lo đi một. Nhà cửa cái đâu? He said, "Get out of my house." Nhà tôi mất rồi. Cái chân tôi mất rồi. My leg is gone. Much lighter than the regular affliction, right?
The affliction of losing a house is much, much easier to deal with than the affliction of having a house. Cái phiền não mất cái nhà đó nó dễ, nó nhẹ nhàng hơn cái phiền não mà còn có cái nhà, đúng không? The affliction of losing your house, losing your legs is much easier to deal with, much lighter than the affliction of having a house. 老师说那个看到你脚不见的那个烦恼是比 having a house. You don't have a house yet, do you? When you buy a house, you know what I mean. Ask him. I mean, it's affliction from beginning to end. It's the windows, and the door, and the roof, and the lawn, and the sprinkler system. It's unending, right? Còn cái phiền não khác, it's one more affliction. Còn cái phiền não khác nữa là cái gì? What is it? I talk about principles you don't care. Quý vị nghèo nào vậy sao? Khi mà tôi nói triết lý mà cao siêu, quý vị không ai muốn nghe hết. When I talk about great principles, you know, ai cũng mắc cũng lơ đờ ấy. Mà khi mà thầy nói chuyện mà thì phi là ai cũng thích nghe. When I talk about specific things, that's what you want to hear. Yeah. Còn cái gì nào khác nữa? It's one more type of affliction. Là cái gì? Ai biết không? See, you have to listen more actively. Phải nghe, tập nghe cho quen. Tôi tập quý vị nghe cho quen. Hồi nãy nó nói, cô Mai cô tới để cô nghe họ nói. Khi nghe nó chuyện, tôi nghe rõ ràng. Cái chuyện nào họ rõ ràng lắm, mà cái gì này họ nghe cũng được. I heard so clearly the nature of affliction then, but none of you get it. Tôi nghe rõ ràng phiền não nó có rồi, quý vị thấy phiền não, tôi cười và sẵn lại cả hai cái bà phiền não quá. I was laughing internally and said, my women are these two women are so afflicted. Tôi nghe tôi cười tôi tầm trong bụng mà không ai biết chuyện đó hết. No one knows that. They were looking for things. Vì không thấy cái gì hết, thành ra nổi điên đi kiếm. Cái là cái phiền não đòi thấy, quen thấy rồi nó biến mất, cái chịu cũng nổi vò đầu. Nature of affliction is that they were looking for things, they were used to not seeing anything, so it drives them nuts. They were looking around for things and what happened? Nothing here. Như điều đó lúc đó là vì phiền não, cái phiền não lúc đó nó vi tế như vậy, cái phiền não nó không phải còn phải cộng tham sân si nữa, muốn những đó nó tò mò, nó quấn rất lại thấy phiền não nó khác nhau. Phiền não mình thấy cái nhà mình cũng tham, mình nó ở cái nhà này đẹp, mình cũng mua cái như vậy. Còn cái lúc này cái này nó biến mất thì mình cái phiền não cũng nhẹ nhàng cũng nhiều. So I'm trying to find out to you, when you have a house, you know, the affliction is much heavier, much coarser. You see, and when you enter samadhi, the state of emptiness creates another affliction which is much lighter. You say, what happened? It's all gone. 所以法师说。 当你有，比如说你有房子的时候呢，你的烦恼是比较明显的，哈。但是呢，当你入定的时候，进入到这个空的境界的时候呢，你的烦恼是非常细微的。Okay,
Any questions? I come up to you, you may help. So that's precisely my point. They don't see it as completely empty yet. Cho nên nói chứ vì thấy, ý nói cái này đó là họ hoàn toàn chưa thấy mà không có chấp của cái con. The point is that they're still attached to something. They are not completely empty yet. Họ vẫn còn chấp vào cái con, vẫn chưa thấy cái con. Okay? They don't see emptiness. 所以重点就是说，还没有看到空，还是有执着于什么东西。Okay, questions? Yes. Wouldn't complete emptiness be completely non-dual? There wouldn't be a duality between a state of emptiness versus being in a normal state of perception.Well, we're still quite a ways from that. I'm going to simply now. I can't describe it to you. I can describe it to you in this way. I'm very far from it. I'm very far from emptiness. Okay? Ông hỏi, hỏi chuyện triết lý của tôi, tôi đời thẳng, cọc lắp, tôi nói là đừng nói dông dài với tôi. Nói thẳng, tôi gọi cái gì nghe.Cái mà những cái trạng thái quý vị thấy ở đó, hai người thấy đó, chưa phải là không, chứ còn xa lắm. Yeah, the question is a theoretical, so it's a true emptiness and all that stuff. I said, never mind about the big words. So it's whatever the final emptiness is,they're still very far from it, to put it bluntly. Oh, 所以老师说，基本上就是说，离这个真正的空，最后的那个真正的空，还是很远的。You see, this is how I answer the question. We take the answer. Okay, I don't indulge in theories. Don't not your theory. Okay, it's something you must experience. Could be 体会。Where the state where you are tells me how far you are from that state. Cái cảnh giới cái gì mô tả cho tôi hay cho tôi cái cảnh giới cái gì kể ra cho tôi biết rằng cái gì đang ở chỗ nào trong cái khoảng cách đó. Tôi nói thẳng cái gì rất là xa. From the description, I can be blunt with you and tell you it's still very far from it. Okay. Because.That's the second part, the second couplet. Đó, cái phần thứ nhì của câu đối. Dĩ rải, ý trần bút rải. Cái phần thứ nhì câu đối là one single mote of dust is not defiled. It's not defiled by a single mote of dust. Nhất trần bất nhiễm. Có nghĩa là sao? What does it mean? I'm not defiledby a single mote of dust. And it means exactly that. Okay? There's nothing left, not even a single mote of dust in your mind. Nhất trần bất nhiễm có nghĩa là sao? Ý nghĩa như vậy nó nói là ngay trong cái tâm quý vị lúc đó ngay không còn cái bụi trần nào nữa. Okay? So you show...他是说那一尘不染的意思是什么？就是说，在你的心里面没有一个尘埃，还留着。Because you look at the description of their state, they were looking for legs, looking for a house. Thấy cách họ mô tả cái cảnh giới họ không? Họ đang vẫn còn thấy và còn thấy có sự liên quan với cái chân, với cái nhà, cái trong tâm vẫn còn cái nhà, vẫn còn.So it tells you that in her mind, she still has the notion of a house, notion of space, a notion of a foot, notion of a body. Those are, so it's not empty yet. If you have that notion, then it's not empty yet. Cái tâm mình còn thấy, còn tìm cái thân, còn tìm cái chân, còn tìm cái tay, tìm cái nhà. Okay? Cái tâm mình vẫn còn vướng cái bụi đó. Hiểu chưa?
Đức Phật dạy rõ ràng. The Buddha is very precise about this. Because if you still your mind is still seeking for a body, for a house, for your legs, then your mind is still attached to these dust. 所以说，他从他这解释他的境界，就是他还在找寻他的脚啊，他的房子啊，他的就是不见的东西。所以说，这个他还是在找这些尘埃。And if you have not, if your mind is free and clear from all those notions, even the kim tâm cái gì, nó hoàn toàn mất hết cái khái niệm nó luôn nữa, không còn khái niệm gì nữa hết. Không có khái niệm của cái thân, không có khái niệm của cái mùi trần. You have no notion of anything, including of a dust mode, a mode of dust. Okay? 所以说，一尘不染的意思就是说，你的心里面呢是什么都没有的，连一点点尘埃都没有。Then at that point in time, then you can certify to the mind of child. Lúc đó cái tâm quý vị được có thể chứng đắc được cái thiền tâm. What does it mean certify to child sin and the child mind? Chứng cái thiền tâm thì là sao? 那个时候呢，你就证这个禅心。嗯，是什么意思？是什么意思呢？嗯。Yes, Amy. What does it mean? You don't know. Anh biết không? Chứng cái thiền tâm nghĩa là sao? Nhập lại, chứng thiền tâm nghĩa là sao? Anh biết không? Phần đầu câu đối nó là sao? Không có một cái bụi trần. Not even a single mode of dust in your mind. Tâm nó không có một cái bụi trần nào trong, thì mới chứng được cái thiền tâm. If there is not a single mode of dust in your mind, then you can certify to the child mind. It's not obvious to you. Không thấy rõ ràng sao? Con xin hỏi thầy là ý đó là không thấy, con đi tìm. Như cái tâm vẫn còn lo về cái nhà, vẫn còn lo về cái thân. Khi ngồi nó không còn cái gì hết. Đúng rồi. Nhà mà không phải đi tìm, nhưng mà con muốn hỏi thầy, tại sao mà ngồi nó trống rỗng, không còn cái gì chứ? Thầy vẫn còn, mặc dù nó không thấy, không phải trống rỗng, không thấy cái thân, đúng không? Không thấy cái thân, nhưng mà không còn. Đúng rồi, không thấy cái thân, không thấy cái nhà. Tức nghĩ trong tâm, sau cái tâm mình đó, nó nói, cái nhà ở đâu, cái thân ở đâu. Tức là cái tâm mình nó vẫn còn nghĩ tới cái nhà, cái còn nghĩ tới cái thân. Tức là cái tâm mình nó chưa trống. Ý nghĩa là như vậy, cẩn thận cái chuyện đó. Cái tâm cái không của Phật giáo nó rõ ràng. Cái tâm quý vị đang còn nghĩ tới cái nhà, thành mới hỏi, ủa như sao nó biến mất. Thế nha. Khi ngồi nó mất không còn gì hết. Đúng rồi. Tức là cái tâm nó vẫn còn nghĩ tới cái nhà như thường. Thành mới thấy nó. Đúng không? Tức là tâm mình chưa trống. Rõ ràng hiểu chưa? Okay. Cái tế nhị phải cẩn thận. Cái không cái gì không nó khác, chẳng phải như vậy. Tức cái tâm mình nó chưa không, mình không thấy không phải là nó không, đúng không? Nhập lần đồng ý không? Ok. So she has a question about the fact that she explained to me that she wasn't looking for anything. She just said that I couldn't see the house, I couldn't see the body, I couldn't see space next to me at all. Everything disappeared. I said, but I wasn't looking for it. I said no. What I tried to tell her is that her mind still has something called a house, something called a legs in existence. Just the fact that she doesn't see them doesn't mean that mind is free from those notions yet. That's a subtlety. The mind is not empty yet. The mind still has a notion of a body, a notion
else. 所以他刚解释说他并没有在找，他在那个境界里面并没有在找他的房子啊或者他的身体，但是法师的意思就是说他只是要告诉他说，但是他的心里面还是有这个有这个房子跟车子的这个念头，有心里面的念头就是他还是有这个东西，对，所以他就会想还是有那个观念，那个身体的观念，那个房子的观念。Therefore, the mind is not empty. You still have that notion, but you're not empty yet. 所以他的心是就是，所以只是代表他的心还不是空的。Because he still has that notion.因为他还是有这些东西，这些观念，这些 it's not one, it's not 东西， it's the 观念， it's a notion of something. 不完全是观念， there's a word for it. It is a, it's a 观念， it is a, it's a, it's a mental. 观念是 concept. Yes, it's a mental. It's a concept of a house, a concept of a body. So it's not empty yet. Okay.When your mind is still thinking about something called a house or body, the mind is not empty yet. No two ways about it. You clear? Alright, any other questions? So, cái phần cuối cùng của câu đối là nếu như quý vị mà không bị một cái bụi trần nào dính trong cái tâm của mình, cái tâm mình không còn bụi trần nữa.So the remaining part of the Scotland says that if your mind is free from any speck of dust, then you have the child mind. You certify the child mind. That really chứng được cái thiền tâm. Có nghĩa là lúc đó thực sự tâm quý vị nó trống. At that point in time, your mind is, the child mind is completely empty. It's nothing there.所以意思就是说，那个禅心呢，你证这个禅心的意思就是说，你的心是完全绝对的空的。嗯。连一点东西也没有。OK， 如果我讲的是心，心是完全空的。OK， there's nothing left in the mind. OK， that is.That is enlightenment. Đó là cái cảnh giới của người giác. 那个境界就是啊，觉悟的境界。Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yeah. You mean there's nothing left in six consciousness? By mind right there, did you mean six consciousness? That's right.But other times when we talk about mind, you mean something much bigger than the six consciousness, right? Yes. It's for me to know, for you to find out. 所以说，他的问题是说，你的意思是第六识，当这个心的意思就是一点都没有剩下，法师就说对。Okay, any other question? 那他们你看没有 ？Okay.Then, at that point in time, that's when you turn to the proper practice, the lobby, the bhikshu. And you know how to learn how to live. So, when you get to that level, then you will know how to live. You start to learn how to live.Pháp môn giúp quý vị gạt bỏ
cái cảnh giới của thảo diêm vũ định đó còn có cái không gian nó còn không, xong lục định bước đầu nó không gian nó còn biến mất rồi, ok, không còn không gian nữa luôn này, nó còn cái thức thật. Từng ngày cái phiền não nó càng ít. Thành khi mà tới cái lúc mà cái phiền não của mình bắt đầu không còn cái gì nữa, ít cái chuyện đó là mình phiền não tới cái trình độ mà cái một cái bụi trần nó không còn nữa luôn, lúc đó mới thành giác ngộ, không còn gì hết nữa, ta còn lâu lắm. Okay. And the question she asks is that a low state? I said no, it's very high state, because the chan practice brings you systematically closer and closer to the state of eliminating all these dusts in your mind. Đó là cái đặc điểm của thiền tông, cái phương pháp để mà giúp chúng ta gạt bỏ những cái bụi trần. So chan is a direct methodology to help us eliminate these decimals in your mind, of your mind. 所以说修禅呢是这个让你是一个有系统的方式让你可以慢慢的除去你心里面的尘埃. Okay, when you reach that, that's when you learn, you engage, and you learn how to live. Khi mà quý vị tới thấy cái cảnh giới đó rồi thì quý vị bắt đầu tập sống. Đang đạt đến cái cảnh giới đó rồi thì quý vị bắt đầu tập sống. Đang đạt đến cái cảnh giới đó rồi thì quý vị bắt đầu tập sống. Đang đạt đến cái cảnh giới đó rồi thì quý vị bắt đầu tập sống. Đang tìm cách sống cách nào bằng cách học cách để mà trả nợ oan gia. Ý tứ là sao? Duyên gia. Duyên gia. Nên là bao bao duyên gia. Bạn học cách làm sao để 对，还债，报你的冤家。 Because at that point in time, you can live in a way where when bad things happen to you, you don't get afflicted and you don't blame others. Lúc đó, chúng ta tới vào cái cảnh giới mà sống là khi những cái chuyện nó ngoài ý đó, cái chuyện nó không vừa ý nó xảy ra trong cuộc đời chúng ta không buồn. Buddhism, did you hear me clearly? Buddhism is very, very practical. Thực Phật giáo rất rất là thực tế. We practice all this. Chúng ta tu hành những cái chuyện này. The purpose of our practice is that enables us to repay our creditors. Mình tu hành để mình tìm cái phương pháp để mình trả nợ. Because we know that in the past we created offenses, limitless offenses. Tại vì trong quá khứ chúng ta đã từng tạo vô tận cái nghiệp. Và bây giờ có cái thân này thì nó tới nó đòi thì mình sẵn sàng mình trả cho nó. So now we have this human body, these past creditors come and make a claim on us, we should be paying gladly. Tinh thần phải là như vậy. That should be the mindset. Okay. 因为我们在过去的时候已经造了无数的业，所以现在我们有这个人生的时候呢，我们就，知道说要，我们应该要很愿意的还债。对。Okay. And you don't blame others for our misfortune. When things don't happen the way you like it, we don't blame others. 而且你不会
怪别人，当你的事情是不顺你的意的时候。Okay, any questions about this? I don't want you to come. Yeah?What if we get in touch with someone who is constantly afflicted? Should we stay in touch with these afflicted people or not? Tuy mình nghĩ mình nợ người ta hay không nợ người ta. It depends on whether you feel you owe them or not. You feel you owe them, you stay in touch. You don't feel you don't owe them, you skip town. Mình không nợ người ta, mình bỏ mình chạy.Còn nghĩ mình ở ta mình cứ tình bờ mình lăn vô những cái người đó nó phiền não quá chừng mà mình đó, thấy thương mình tới mình khuyên nó rồi này kia đó chứ không phải là mình thấy là mình muốn cái gì mình tiếp xúc với mình chia buồn được chia sẻ được khuyên đâu có nghe đâu phải khuyên đâu có nghe đâu mười tiếng mà mình nói 10 tiếng đó thì người ta có nghe thì ta cũng nghe được một tiếngTrong đó mình nói 10 tiếng mình phiền não, mình cũng quá trời, mình chịu không nổi luôn. Một Phật Thầy, con cũng có cái thắc mắc là tại sao mà đã xuất gia đại tỷ con, đại tỷ con. Ví dụ thôi, ví dụ thôi. Xuất gia và làm anh hiến thân cho Phật rồi, đại tất cả, theo con suy nghĩ tất cả đều là không hết.Không còn gì để phiền não mà có phiền não chung nữa cũng không quan trọng mà tại người thấy nhiều người tu mà thấy phiền não biết là đầy óc hết trơn con cũng thắc mắc nó tại sao cái họ suy nghĩ cái gì mà tại sao phiền não nhiều quá có khi giữa lúc con cũng suy nghĩ tại sao giống như tụi con là phàm phu thì phiền não nó đi còn những người xuất gia rồi phải dẹp và bớt cái tất cả phiền não rồi có chung nữa coi như không đi nhưng mà vẫn là có phiền não hoàibiết là thầy có dám trả lời chuyện này không nữa. Thầy trả lời cho tụi con học hỏi đó thầy. Cái nào hỏi để tụi con biết, có hoàn cảnh đó tụi con né được không? Cố gắng né được. The question she has is rather direct question. She says, she gives example of someone who a left home person who is so afflicted.And it makes you wonder, you leave the home life so that you deal with your affliction. Why do you keep on drawing on afflictions? So what's going on? What can be done? What's wrong? Because it makes people wonder, how can you be a left home person if this is afflicted? Is this what left home, living a home life is about? Mình thắc mắc, nói, không lẽ mình xuất gia, cuối cùng xuất gia rồi xong 10 năm, 20 năm là mình cũng phiền não như vậy, xuất gia làm cái gì?Đúng không? Nó khổ lắm chứ. Vậy con suy nghĩ như vậy đó. Tại sao mà làm mình tất cả mình coi không có chờ mình mới đi xuất gia. Tại xuất gia sao mà mọi việc đều tìm cái phiền não mà cho mình khổ. Con nhiều cái thắc mắc như vậy. Tại sao mà con người như vậy? Translate for her. This is important.所以他说，他看有些出家人就是非常非常的烦恼，非常的严重，然后他就会开始觉得说，为什么？他说出家是应该要脱离这些烦恼，想不来为什么他们会这么的有这么多的烦恼，所以他觉得很好奇。Okay, what do you think? 给你一下。老师 I don't have all the answers, 都不用看这个你的解答了可以我想回答一点问题可以可以就是说虽然是出家了不过呢那个烦恼不是自己想的而且呢可能是历劫以来的那个迷惑什么还在所以不是说一出家就一下子就可以洗得干干净净的要慢慢来的我觉得问题应该是这样看不是说一出家的时候就全部都那些什么都把它丢掉了丢不了要慢慢来慢慢来老怎么
theo bạn nghĩ là cái đó là từ từ lũy kiếp nó tích tụ rồi, không phải mà nhận xuất gia như lúc này cái nó tới một an lạc như vậy cũng cũng giải quyết không được đâu, thành là phải từ từ mới giải quyết được. Người nói là giải quyết không được thì chừng nào mới giải quyết, là lớn tuổi rồi chừng nào mới giải quyết bây giờ. So the what Ruching is offering, she said, is from countless scalpers where these afflictions has been forming all this time. Now they manifest and it takes a long time before they get resolved. And so it takes time. So someone offered that if it takes time, then how much longer do you need? Because you're too old now. Thì giải quyết được thì kiếp sau giải quyết tiếp. If you can't solve it now, you have to solve it later. It's the way it is. Không giải quyết thì cái nợ nó vẫn còn. You don't get resolved, you just still have to pay it up. No two ways about it. Okay. It's the nature of retribution. Cái nghiệp báo nó như vậy. Cái nghiệp báo, cái người mà không hiểu thì người ta trách người khác. The people who don't understand, they blame others for their suffering, for their afflictions. The people who understand, cái người mà hiểu, họ chấp nhận thôi. Có gì đâu mà thắc mắc, họ cũng không thắc mắc nữa luôn. Bác thắc mắc là bác đang phiền nào? Phiền nào mà? Rồi tại vì cái chuyện phiền não là chuyện người ta, là chuyện của mình. Đúng rồi. Nhưng mà con chị em chả tỉ lý ra nói gì thôi. Tôi hiểu. Con không dính vô cái chuyện đó đâu. Con khôn lắm, con không dính vô cái chuyện đó. Cái người mà chọn phiền con não. Con không có tự tìm phiền não. Cái người chọn phiền não là cái người chọn cái khổ. Dạ, cái khổ. Họ tự chọn. Cái đầu tiên là mình không ai bắt họ chọn hết á. Không ai bắt họ chọn hết á. Ráng mà chịu. Dạ. Cái thái độ tôi là vậy đó. Ai muốn chọn phiền não cứ chọn đi, không phải đời của tôi. Okay. Không phải là chuyện của mình. Người ta chọn phiền não kệ người ta. Mình cần, tôi cũng không thắc mắc luôn nữa. Ta hiểu, mình thắc mắc là mình đang phiền não. So my answer to that is they're all right. But what I try to point out to you is that if people choose to be afflicted, it's the personal choice. There's nothing you can do about it. Người ta chọn phiền não là cái quyết định của người ta. That is the nature of retribution. Cái đó là cái quả báo của người ta. Okay? That's why I don't even worry about it. I don't even question why. Là tôi cũng không cần suy nghĩ tại sao nó xảy ra. Tôi cũng cần thắc mắc gì xảy ra nữa. Okay? Cái khổ báo người ta phải chịu cái khổ đó, mình chịu thôi, và chọn cái khổ đó. They choose to suffer. It's a personal choice. They choose to suffer. No one's telling them to suffer. They say, I want to suffer. Không ai biểu họ khổ hết, mà họ chọn cái khổ, mình chịu thôi, nó sẽ như cách đó. Okay. 所以老师说这是他们的，他们的果报就是本来就是这样子的，就是他们选择要烦恼，选择要受苦，就是没有人教他们，就是要受苦，但是就是这样子。嗯，但是修行呢，这个是修行，要学给我们。 This is a lesson for all of us. Okay. What? Jinxiang talked about she's blaming a level person. She should not do that. Bác Như Hương nói là tại sao người xuất gia như vậy? Tôi khuyên bác là bác không nên làm như vậy. Tại mình đã bị phiền não. Kệ người ta. Đó. Người ta làm nhiều chuyện người ta, kệ người ta. Còn mình mà làm chuyện mình. Mình tới cái chùa mình tu cái chuyện mình. Còn người xuất gia mà làm gì kệ họ, người lại gia làm gì kệ họ. Mình chỉ lo chuyện tu mình thôi.
Ok, mình dùng cái phương tiện đó để mình đánh đi phiền não, mình đánh đi để cái phiền não người ta làm cho mình phiền não. Cái đó là cái bài học rất là quan trọng. Họ phiền não là cái sự lựa chọn cá nhân của họ. Quý vị mà bị họ làm phiền não thì quý vị đang chọn để cho họ làm quý vị phiền não. Mình mới quên cái chuyện đó. Kế không? Họ phiền não kế không? Họ tự giải quyết lấy, trước sau sẽ được giải quyết. I'm pointing out to you that when you come to the temple, this great Dharma assembly, great assembly Dharma, cái pháp đại chúng nó hay, nó tuyệt vời cho nó. Là mỗi người tới nó để đem cái phiền não tới cái chùa. If you want to go to the temple, bring the own affliction to the temple. Am I correct? Am I đúng không? Huh? You bring your affliction to the temple. Right? Ai cũng đem phiền não tới chùa hết. Right? Mình put it in the melting pot, để trong cái nồi thịt lớn, xong mình nấu lên, mình cút, mình đốt lên, đun nhựa nó lên. And then guess what? Someone gets hot and then other. So cái người đó mỗi nhiên nóng hơn người khác. Thì như vậy mình có cái cơ hội để mình quay thử tại sao cái phiền não chỗ nào, và mình có cho phép cái phiền não họ làm mình phiền não hay không. Đó là cái quan trọng. So part about this learning process is that you see why these people are afflicted, what makes them afflicted. Mình phải thấy người ta phiền não chỗ nào để mình hiểu được cái tâm tư người ta, để mình hiểu được cái cuộc đời. Ok, mình thấy để mình hiểu thôi. Nhưng cái quan trọng hơn nữa là mình đừng để người ta làm mình phiền não. Cái đó là cái quan trọng cực kỳ quan trọng. But the most important thing is to stop them. It is not to allow them to afflict you. Okay? Because you do, then you are choosing, you make a wrong choice. Là quý vị mà để cho họ làm mình phiền não thì quý vị chọn lầm đường rồi. Quý vị chọn để cho họ làm mình phiền não. Chẳng may nếu quý vị chọn đấy, mà quý vị tự chọn đấy. No one is asking you, no one is telling you to let them afflict you. Okay? Họ phiền não là chuyện của họ, không phải chuyện của mình. They were afflicted, it's their problem. Of course, it's not that simple. Đương nhiên nó không dễ gì như vậy. When they afflicted, they bite you. Nó không dễ dàng như vậy, tại vì một khi họ phiền, họ cắn mình. Okay? They will bite you. So part of the process you learn, then get afflicted when they bite you. Thành ra, cái pháp tu của mình đó, là mình không để họ phiền não. Mà mình biết rằng họ đang phiền não, họ sẽ cắn mình. Vì họ cắn mình đau lắm á. Thì mình lúc mình bị cắn á, đừng có để cái đau đó làm mình phiền não. Cũng là pháp tu đấy. Nếu cái pháp không thấy cái phiền não, cái gì tu cũng được. So I'm telling you, it's not that simple, because if you see the afflicted people and you say, okay, you're afflicted, it's none of my business, I'm not going to be afflicted. It's not that simple. They're going to come and bite you. Okay? When you least expect it at all, they bite you in the rear. And we're going to afflict you. You're going to be hurt by that. And part of the learning process is to expect to be bitten and not get afflicted because of that. Precisely. That's what this cultivation is about. Tu hành là quan trọng chuyện đó thôi. Because you cannot cultivate unless you see your own afflictions. Mình không thể nào tu trừ phi mình thấy cái phiền não của mình. Thì khi mình thấy người ta phiền não như vậy, mình trách người ta, mình cần đốt, tại mình yếu, mình sợ. Còn mình bận tính bơ, mình cái xăng vào như thường, ta cắn mình đau, ta sụt sụt, nhưng đều cái đau nó đừng để cái đau nó làm phiền não, tiếp tục cái đường con đường tu mình như vậy. Tu là phải như vậy, tại vì nếu cái việc mình né là cái vấn đề nó chưa được giải quyết, hiểu không? Hiểu chưa? Nghe rõ ràng như vậy. Let me tell you, let me put it this way for your sake. Part of the learning process is you're supposed to be bitten.
thấy công việc nó xảy ra là quý vị đáng lý phải để nó bị nó cắn. Mà quý vị không chịu bị cắn thì nào mới trả cái nợ bây giờ? If you don't allow yourself to be bitten, when are you going to pay off your debts now? Hmm? Remember the premise is that you pay gladly your past creditors. That's why I first started by telling you. Như hôm nay có nói gì không? Mình hoan hỷ, mình trả nợ lại cho người ta. Không có tham phiền. Ta cắn cho cái. Cắn, nát bé thế. See? Things are falling apart. It's okay. Mình phải trả lời chứ. Trả lời mới chừng nào mới trả bây giờ. Đúng không? Cái gì mình tới nó tốt để mình trả lời, mình trả chừng nào mình mới trả. Sợ gì? Cho phép cắn. Cắn nó qua, cắn chừng nào. Sợ gì? Dỡ thôi. Tu hành mà sợ, sợ bị cắn rồi. Hèn dữ vậy. Tu mà nói, tu phải êm xuôi, phải êm đẹp, tu mới tu. Còn tu mà khó khăn, tu mới tu. Thầy cho pháp nào nó dễ dễ hơn tí, còn pháp khó, tu mới tu, thầy với thầy luôn. Now, how can you cultivate and without any problems? You say, Master, please make a problem, my problem a little bit easier, okay? Because I can't take the hard problems. It's not my choice. Okay. Yeah. Thầy, cái cô này tên gì đó? Cô nói là sao mà cô này cổ không có ngủ kiếp già mà sao mà cổ tới ngủ đỉnh? Tôi bảo kiếp già mà cũng phải chịu tên ngủ đỉnh. Nó không dám hỏi, nó kêu tôi hỏi, nó sợ rồi. Cô cổ hỏi đó. Sợ thầy cạo đầu mà khi tôi hỏi. Nhỏ lắm chị cũng mệt quá. Tôi thiệt cảm quá, tôi cũng nổi nữa. Nó cắn cái thương thì chừng nào mà hỏi với cái này làm tôi phiền não cũng sợ. Tốt xảy ra người ta thì mừng như người ta, nhưng sao mà gánh tị vui chứ.
good things happen to others, should be happy for them. It's called rejoicing all this merit and virtues. Rất là tùy tùy hỷ công đức đó. Cho nên đừng có ganh tị người ta. Don't be jealous of people. Please. Okay, any other question? I don't know if you can help. Tôi mới mắt thầy xong mới trả lời cái câu hỏi tôi hỏi này. Tôi trả lời thẳng, gánh tị như vậy đúng cho xuất gia. My direct answer is that in view of that jealous by nature, I will not allow you to lead the home life. Okay, anything else? Ai có thắc mắc gì khác không? Yes? No? You have no question, we can meditate. Không ai thắc mắc thì mình sẽ ngồi thiền. Không ai sợ ngồi thiền. Some people are so not afraid of meditating anymore. ngày thứ sáu là không ai sợ ngồi thiền nữa. This is not good. Không ai sợ đau nữa. No one is afraid of pain anymore. This is not good for business. Mai ngày cố gắng mới sợ. Yes, Thomas. I was gonna just ask if you had any suggestions for how to make the most out of the last day. Try your best. Nếu cùng làm gì, cố gắng hết sức. Đi với chỗ, cố gắng hết sức rồi. Okay. Have a sense of urgency. Kết thúc một còn ngày nữa. Kết thúc xuống. Tức là cố gắng hết sức, dốc sức. Mình phải đợi một lâu, otherwise you have to wait for a long time before to have another similar opportunity. Mình phải đợi lâu hơn. Okay. Môn Phật thầy, cho nên bữa kia hai bà ngồi cái hai bà xì xù xì đưa chồng sân ngồi xong cảm giác tay chân nó tê nó muốn đứt luôn mà cái bà không than cứ không than cho nên thầy đừng có than nữa, mình suy nghĩ mình ngồi như vậy giống như bà vua rồi mình than được thôi, sắp cỡ quá thôi đừng có nói được, đến mình chịu khó đi. Tôi nói cho quý vị nghe một cái pháp đại chúng quý vị biết, quý vị thấy. Let me tell you a great part of the assembly dharma you don't seem to understand yet. Tôi nói cái chuyện ví dụ cái người bị phiền não dễ sợ đó. Okay. Cái pháp đại chúng nó tuyệt vời chỗ này. Tất cả mọi người đều thấy cái phiền não nó rất rất là trầm trọng, đúng không? Everyone sees that this person is very afflicted. Very, very afflicted. Whatever the reasons are, không cần biết lý do là gì, mình thấy người ta rất là trầm trọng, đúng không? Thì là điên tiết luôn được. Ok? Khi ta như vậy, ta làm cái gì? What do you do when they're like that? Thì ta làm đủ tất cả mọi cách để làm gì nào? They do everything in their power to make us afflicted. That's what they do. Họ dùng hết tất cả cái khả năng của họ, cái sức của họ để làm mình phiền. Okay. Mục tiêu họ, những người như vậy họ làm mình phiền nào? The objective is to afflict us. There's two ways about it. You come near them, they're going to afflict you. Tới gần họ, họ sẽ làm mình phiền. Họ nhất định làm mình phiền nào. Tại sao như vậy? Cái mục tiêu họ là làm mình phiền não, mà quý vị mà để họ làm mình phiền não, quý vị bị thua. Hiểu chưa? If you allow them to affect you, then you lose. Đâu có để thua đâu. Okay. Thành ra cái bài học thế đó là mình cứ tới, mình không để vị phiền não. Mình mới tiến bộ được. You draw near them and you don't get afflicted by whatever they do, that's when you make progress. Đó mới lên ngủ định được.
That's when you leave it to the fifth samadhi. And that's different than this woman. This woman doesn't know. Mà không cần nghĩ ra hết. Ngồi xuống nào, ngồi xuống. Tại cái gì ngồi xuống thì nó nghĩ chuyện của người đang bị thiền nào. Làm sao giúp họ? Chắc khi mà mình tới gần người ta, ta đem cái phiền não ta lây mình, mình quyết định không có nhận. Ta ngồi xuống, người đó biết mà. Còn khi người ngồi xuống nó ngồi thiền, mà ngồi đây, ôi trời ơi, phiền não, chứ sao mà khổ rồi, sao không bị xuất gia gì được gì. Là mình đã bị người ta phiền. Hiểu chưa? Nhập định, nói bàn mà ngồi. Thấy trời thấy tăng gì hết. Thấy khác biệt không? Người khờ đi gánh tỉ, người vui như lắm sẽ. Không nghe mà ngủ định không mình chứ rồi mà tại ai điểm ngồi đó mà nghĩ cái chuyện là phiền não làm cái gì? Đúng không? Đúng không? Tôi nói tôi biết cái gì, cái bài học cái gì năm này tôi học cái gì đó, học rất là quan trọng. Là cái gì để người ta cái gì phiền não, cái gì ngồi thiền là chết. Là đời sống này đi dám hỏi thầy một câu tại sao người ta có thể phiền não như vậy thầy. Là để mất cả sống này nữa, chết ngắt. Đúng không? Thua cuộc sống này đi chứ. Để bị phiền não sống này đi chứ. Đó là gì ha? Đã nợ. Cái người mà không nợ đó, không bị phiền. Mình bị phiền não, ta mình bị nợ. Con không có phiền não được thầy. Con nói gì chứ con không có phiền não đâu thầy. Vậy đó. Con nói dần con lên thiệt. Con bị phiền não nhiều nhưng thì con bị phiền não tí tí. Dạ. Tí tí thôi. Tôi hiểu. Cũng có lây bị lây chút xíu thôi nè. À lây chút xíu. Con phiền não thầy con tu tập. Thì nhờ như vậy. Không độ mình. Cái gì nghe này, cái gì nói chưa gì nghe này. Cái gì không hiểu. Bởi cái gì bởi vì nhiều nữ nhi trường tình. I explain it to you because you don't, they don't seem to understand. It's an emotional thing. Tôi vậy thôi chứ giờ biết tôi sao không biết. If all of you, nếu tất cả quý vị, tất cả mọi người quý vị, mà không bị cái người này làm cái gì phiền nào, thì chuyện gì sẽ ra? Hả? Let me ask you this question to all of you. Are you in the same front? Do not allow this person to afflict you. What's going to happen? Huh? What? Everyone has a fifth samadhi. Khi mình không bị phiền não á, mình là người đã làm gì với người ta? You are wrong. Là người chết. Chịu gì? Hiểu? Pháp nó độc đáo. Không có ra chịu. Hiểu ý tôi nói gì không? Quý vị mà tôi tới tôi muốn lấy cái phiền não cho quý vị mà tôi không bị phiền não. Tôi mình đã làm gì người ta? Tôi quê mình, sức mạnh giảm phiền não của mình. Sao giảm đi? Mình chê người ta. Chê mà không nói. Khiếp mà. Đó là giúp người ta như vậy. Dù dĩ khiếp cho người ta, giúp như vậy, đỡ người ta. Tại cái gì cũng biết không, cái gì để nó bị phiền não rắn cái gì. Hiểu không? Có đồng ý không? Quê chết chứ. Đúng không? Dám mà.
đại chúng, con chưa hiểu pháp đại chúng. Do you understand the Dharma? And this is a great assembly. Dharma is that it, all of the people in the great assembly refuse to get afflicted by this person. So in essence, what you're telling a person, each one of you is telling this person, is, I'm not going to take your affliction and make it mine. I don't approve of your affliction. In other words, it's no good. It's a criticism of their affliction. That they are getting afflicted. Without saying, how much longer do you think this person can stay afflicted? If everyone has that attitude. Very powerful, great assembly Dharma. Few people understand. Okay, I talk about dinner. Any other questions? Bởi vì cái tuổi này mấy mấy người bà già lẩm cẩm phiền não chạy ôm phiền não yếu như nó sẽ nghe nó bơ chấp gì nào chấp cắn chấp phá và ai vượt qua sợ cả mẹ yêu thích quá dở để ta tìm nào để ta lấy của mình quá sò như bất động kề người ta tìm nào kề căng kề phá kề không sợ thì sợ gì vạn pháp giai không sợ cái gì sợ cái gì vạn pháp giai không tôi có pháp tôi trị hết nhưng mà chưa thèm thì xin làm sổ đó thôi đem tình cảm nó con thương hay là thương con xin lỗi cái gì không có thương gì hết á không có tình gì hết á phiền não ráng mà chịu dốt ráng mà chịu vô minh ráng mà chịu cái thời thời Phật dạy cái thời tôi dạy nó chứ đó Phật dạy vô minh ráng mà chịu muốn chọn vô minh không vô minh tu chừng đó vẫn chưa hiểu đòi làm đệ tử của thầy Bình Hoa vừa phải thôi thầy mất rồi chứ làm rồi đệ tử của hòa thượng Thiên Hóa xin lỗi quý vị á đừng làm mất mặt thầy không sao ai nghe hòa thượng Thiên Hóa nghe đó đệ tử hòa thượng Thiên Hóa tình cảm tình nhé tình là phiền não cảm là phiền não ráng mà chịu ai chọn đường mà ráng mà chịu tôi tu giải thoát rồi so you choose the wrathful emotions it's your choice I respect it it's not my choice that's why I said the $10,000 hoàn phải chia cô chị có yêu phê đâu ok được 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 giải đáp thắc mắc chưa dạ được ừ cứ tỉnh bơ à bây giờ kể thì nó kể à, thôi được kể mà sao
对的三小时哈，还要等多半年以后才有多一个，半年以后还再多一个那个佛期的禅期嘛，所以今晚就三个珍贵的小时。Nói cho bạn, nói cho vị nghe, cái bà này ở kẹt tứ thiền đã cả năm rưỡi rồi, cả năm rưỡi rồi, kẹt lâu rồi, bây giờ mới phá khỏi được, không phải là dễ như vị tưởng tượng đâu. I'm telling you, this woman here has been stuck in fourth samadhi, fourth dhyana for over a year and a half. It's only she broke through only a few days ago. It's like how difficult it is. Không phải tu là dễ đâu, khó lắm. Phải có cái pháp mới phá được chứ không phải dễ. It's not that easy to break through. You know that's the girl back there. Này cô nhỏ nhỏ đó kìa. Nói cho mình biết rồi. Cô nhỏ từ mấy tháng rồi. Tu với thầy mấy tháng rồi. 5 tháng rồi. 5 months with me. Stuck in third dhyana for a long, long time. Kẹt trong tam thiền từ lâu rồi. Mấy nhỏ tăng tiền biết sao mà gặp mấy thầy khác. Mấy tụi tăng tiền nó ngạo mạn dễ sợ luôn. So, this girl back there, she's been with us for 5 months now. She's 30 and all this time. And so she saw all the old monks and nuns. She said, you're not that impressive. I'm not impressed. Tôi chỉ có thoát mà nhờ cái thiền thất mới thoát được. Đây đi trong mãi mà là vậy. Có cái thói sâu rất là sâu mà mày phá được đó. Thì từ tứ thiền lấy lắm nhờ cái pháp thay cái thất đó. Cái pháp đó, nó khó như vậy, cực lắm, không có dễ đâu. They didn't talk right. It's not that easy. Some people, it's easy for some people, but some people have to really work or work real hard for it. So each person is different. So there's a dharma to deal with that. She's lucky she got the she did both the most cheap. That's why she made it to the next step. Okay. Sao có gì thắc mắc nữa không? Thôi mình thiền ha. Let's go back to meditation. Mình thiền để mình đắc được là phát hình chứ ha. Meditate, make it. Thầy, thầy. Ê, sao mà đi. Hy vọng có.